Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại là Phi đang ở cái con hẻm 127 đường Lý Tự Trọng, thành phố Đà Nẵng quý vị ạ. Ngày hôm nay thì Phi cũng nhận được cái thông tin của khán giả chia sẻ. Tại đây thì có một cái trường hợp của hai cha con thì người cha thì mắc phải cái căn bệnh thận, chạy thận mấy năm rồi, và đứa con học lớp 5, năm nay lên lớp 6, thì Phi cũng nhận được cái thông tin đến đây tìm hiểu như thế nào. Được biết là hai cha con là ở trong quê ở Quảng Nam ra đây chạy thận quý vị, ở thuê trọ để chạy thận. Được biết là người cha này thì cũng tầm 30 mấy tuổi thôi, cũng rất là trẻ, mà từ khi anh bị bệnh thì vợ của anh cũng đã bỏ đi, để lại đứa con nhỏ với anh cái căn bệnh hiểm nghèo phải chạy thận. Thì Phi nhận được thông tin đến đây tìm hiểu cũng như là chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh hai cha con này. Con là hình như là con là bé con của ba gì đó, ba gì bị thận hả? Ba Thịnh hả? Đây quý vị, bé ra đón Phi đây. Con là năm nay học lớp 5 hả? Dạ. Lớp 5 hay lớp 6? Dạ, năm nay con lên lớp 6. Lên lớp 6 hả? Dạ. Nhà con, hai cha con ở trong đó? Dạ. Thôi vô trong ha, vô trong đó rồi. Thì bây giờ mình vô bên trong căn phòng trọ của hai cha con để mình tìm hiểu thử hoàn cảnh như thế nào. Rồi bữa nay con có đi học không? Học nghỉ hè hả? Dạ, con bữa nay con nghỉ hè. Nghỉ hè, học giỏi không con? Dạ, con cũng học bình thường. Học bình thường hả? Dạ. Năm nay lên lớp 6, giỏi ghê quý vị. Rồi ở nhà con có phụ giúp cho ba được gì không? Dạ, có. Làm cái gì? Dạ, con nấu cơm giúp cho ba quét nhà. Nấu cơm hả? Chào anh ha. Dạ. Con nấu cơm quét nhà ha. Rồi vô trong đi. Được biết thì anh Thịnh là bị căn bệnh là thận, suy thận anh hả? Dạ. Anh bị bao lâu rồi anh? Dạ, anh chạy năm nay gần 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi hả? Dữ vậy. Quê anh ở Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam. Dạ. Anh năm nay là 34 tuổi hả? Dạ. 34 tuổi. Thận mạn tính. Rồi hiện tại thì quý vị cũng đã thấy anh Thịnh đó là chạy thận 10 năm đó, là cái đường dây gân nó sưng to như thế này đúng không? Dạ. Dạ. Với lại cái nước da của anh đó là nó cũng sạm đen. Dạ rồi. 10 năm qua thì anh chạy thận ở đây hay là ở Quảng Nam? Dạ, trước đây em chạy đo khoang, cái đầu dịch, cái đầu chuyển bệnh qua bệnh viện của người Vải. Rồi bữa nay em ở Long Lung đó. Dạ. Yeah. Lúc trước là ở đa khoa Quảng Nam, xong cái dịch đó là chuyển ra quân y hả? Đa khoa Đà Nẵng. Đa khoa Đà Nẵng xong chuyển qua quân y. Yeah. Giờ là anh chạy ở quân y luôn hả? Dạ. Yeah. Đây xuống quân y cũng tầm mấy cây hả? Okay. 5 cây. Vậy rồi anh thuê trọ ở đây rồi anh chạy xe xuống dưới đó hả? Dạ. Yeah. Còn mua khỏe thì em chở, còn mua mệt thì nhờ mẹ mà chở. Khỏe là anh chạy xe tự chạy xuống. Yeah. Mệt là mẹ anh chở xuống. Yeah. Hiện tại là anh chạy là một tuần là 3 lần hả? Dạ. Yeah. Thứ mấy anh? Dạ, hơi thứ 6. Hai thứ 6, và thứ 7 chủ nhật nghỉ hả? Dạ. Yeah. Nếu mà không chạy đúng cái lịch đó là nó mệt đúng không? Mệt kinh. Cách bữa. Hiện tại là anh đã biến chứng qua cái gì chưa? Dạ, qua tim, qua gan phổi rồi. Tim, gan phổi hả? Yeah. Biến chứng tùm lum hay cả. Dạ. Yeah. Phải nói thì những người mà bị bệnh thận, phải chạy thận á, nó rất là mệt mỏi ha. Yeah. Thậm chí là anh ngủ cũng khó ngủ. Ngủ ngồi hả? Thôi qua đây nó ngủ bữa đó. Hả? Là túi ngồi miết. Túi ngồi miết hả? Dạ. Yeah. Ngồi miết không ngủ hả? Dạ. Yeah. Ngủ không được hả? Ngủ không được. Nào xuống khó thở. Dạ. Yeah. Thì Phi được người dân chia sẻ, người dân ở trong quê á, yeah, gần nhà của anh Thịnh á, chia sẻ. Người trong đó thì họ cũng biết rõ về cái hoàn cảnh gia đình cũng rất là khó khăn. Vả lại bệnh 10 năm qua thì chạy chữa cũng tốn kém rất là nhiều. Thì Phi cũng nhận được thông tin và ra ngồi phòng trọ của hai cha con để tìm hiểu. Bây giờ là anh Thịnh chia sẻ sơ qua một chút về cái hoàn cảnh gia đình anh được không? Dạ.
Về gia đình anh thì hiện tại là còn những ai? Dạ còn mẹ với lại hai ông anh. Mẹ với hai anh hả? Dạ. Hai anh trai. Hai ông anh thì em lộ mắt thì còn. Cũng gia đình khó khăn ta cũng đâu có nhờ được anh này. Hai anh là làm ở Sài Gòn. Dạ. Là hai anh cũng lớn có gia đình rồi. Dạ có gia đình. Có hỗ trợ cho anh phần nào không? Dạ không. Không hả? Cũng gia đình cũng khó khăn ta. Anh đi làm thuê hết. Làm thuê hết hả? Dạ. Rồi hiện tại là mẹ của anh là có ở chung với anh ở đây không? Dạ mẹ cũng có ở đây mà mua kêu giúp việc thì qua đây đó. Hết việc thì gì bữa đi lại. À, mẹ anh là ở đây là đi giúp việc. Dạ. Là ví dụ như có công việc thì ở lại 2-3 bữa. Dạ. Còn không có là về với hai cha con đúng không? Dạ. Dạ. Mẹ anh là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay mẹ 6 mấy. Sáu mấy rồi hả? Dạ. Dạ. Mẹ anh 6 mấy. Nhưng mà bây giờ là cái không dạng như là cũng không có cái kinh phí để ăn ở để chạy chữa. Dạ. Rồi mẹ anh cũng đi phụ việc ở cho người ta. Mẹ anh bệnh miết anh à, còn bị tim nữa. Mẹ cũng bệnh miết hả? Dạ. Uống thuốc đều đều đó. Dạ. Rồi hiện tại là anh thuê cái trọ này là một tháng bao nhiêu tiền đây? Dạ, tháng 1,7 triệu. Tháng 1,7 triệu hả? Dạ. Điện nước xong hơi triệu hơi. 2,2 triệu. Dạ. Mỗi tháng 2,2 triệu luôn. Dạ. Điện nước dữ rồi. 2,2 triệu mà có ai phụ cấp cho anh để anh có thêm tiền trọ này kia không? Không có. Như vậy là chủ yếu là phụ thuộc vào mẹ hả? Dạ. Rồi mẹ anh ví dụ như có tháng nào mà làm không được không? Rồi thoáng luôn được mấy bữa đó, còn thoáng luôn mà được thoáng. Rồi có đủ không? Có đủ chi phí để thuê trọ với chạy chữa không? Đủ chứ không đủ nè. Hả? Đủ chứ không đủ. Sao? Thiếu mà. Dạ. Gần đủ rồi. Gần đủ. Mình mẹ mới lồn. Như vậy rồi ví dụ như những cái tháng mà thiếu đó rồi mình vay mượn hay sao? Mượn đó là có trỏ con lợi cho họ đó. À. Nói chung là nhà anh là có 3 anh em trai hả? Dạ. Có chị em gái gì không? Dạ không. 3 anh em trai. Dạ. Nhưng mà hai anh đó là làm thuê ở Sài Gòn. Dạ. Có về không anh? Dạ, Tết họ có gì? Tết có về. Dạ. Nhưng mà cũng khó khăn quá rồi cũng không có phụ giúp được bao nhiêu. Dạ. Lúc trước là cũng không có, mấy anh không có hiến thận luôn hả? Dạ không. Không. Như hiến được cũng không có tiền nữa. À. Tiền đâu. Nếu mà hiến được thì cũng không có tiền để gác. Dạ. Dạ. Quá tiền, số tiền quá lớn mà. Dạ. Tiền. Rồi nói về vợ con anh thì như thế nào? Dạ con thì em bệnh xuống viện. Bệnh xuống được 5 mái rồi không bỏ đi. Lồn mái Sài Gòn. Dạ. Anh bệnh 5 mái là chỉ bỏ dưới đây hả? Dạ. Ở Sài Gòn đó hả? Dạ. À, rồi một mình anh nuôi con. Dạ. Bé là ở bên trước giờ hả? Dạ. Anh mà 4 tuổi giờ. 4 tuổi giờ. Dạ. Vậy là vợ anh rồi có còn chu cấp để lo cho bé, lo cho anh gì không? À, lâu lâu thoáng gửi gì cho bé mấy trăm. Từ tiền đó cho ăn sáng rồi đồ đó. Lâu lâu là gửi về cho bé mấy trăm để ăn sáng này kia thôi. Dạ. À, nói chung anh bệnh 1 năm mấy là vợ cũng đi luôn. Dạ. Bây giờ dạng như là ly thân luôn chứ gì? Dạ, kiểu như vậy hả? Dạ. À, rồi thì anh thì bệnh 10 năm rồi. Dạ. Nhưng mà chạy thận là mà bao lâu? Chạy thận là 10 năm rồi đó hả? Dạ, gần 10 năm. Gần 10 năm luôn hả? Dạ. Dữ vậy. Rồi con gái có hay gọi cho mẹ không? Dạ, lâu lâu mẹ mới gọi hả? Lâu lâu mẹ mới gọi hả? Dạ. Lâu lâu là mẹ gọi video hả? Để nhìn hả? Dạ. Rồi con có nhớ mẹ không? Dạ, cũng chơi sao hả? Mẹ với ba là con thương ai nhất? Con thương ba. Con thương ba hả? Sao vậy? Thương ba nuôi con. Ba nuôi con hả? Con thương ba hơn hả? Rồi mẹ lâu lâu mẹ có về với con không? Dạ không. Ừ? Dạ không. Không hả? Thường thường là bao lâu mẹ con mới về một lần?
Dạ thường thường Tết mẹ con mới về thôi. Tết mới về lần hả? Mới hạ mới về. Dường như là một năm thì Tết nhất với lại này kia đám tiệc này kia là mới về thôi đúng không? Đồ mẹ con về là ở có lâu không? Dạ ở 7 ngày thôi chứ. 7 ngày hả? À, nếu mà lúc mà mẹ con về là con chắc con ở với mẹ hả? Dạ. Con về ở với mẹ. Rồi mẹ có nói gì không? Dạ không. Không hả? Dạ. Mẹ con bao nhiêu tuổi rồi con biết không? Dạ mẹ con năm nay 33 tuổi. Cũng bằng tuổi với ba luôn hả? Hay nhỏ hơn? Nhỏ hơn. Nhỏ hơn tuổi hả? Tuổi dậu là 93 đó. Anh là 90 hả? À, nhỏ hơn 3 tuổi. Trước giờ là mới sinh có mình cháu đó anh hả? Đi chạy thận thì bé ở nhà một mình. Ở nhà một mình thế này. Đóng cửa lại. Đóng cửa ngoài. Đóng cửa ngoài. Rồi đi học hành rồi ai chở bé đi? Trường cũng gần nên mỗi mày tiễn tự đi. Một có phải chở ngoài xíu. Trường gần trước này hả? Dạ, qua đây xíu. Qua xíu có 10 phút vậy. Qua đi bộ qua hả? À, ví dụ như anh mày có là bé nó đi tự đi bộ qua. Anh khỏe là chở bé qua. Vậy hai cha con vậy là chắc cũng ở luôn rồi nè chứ dễ gì quê hả? Dạ. Ở biết rồi. Năm gì là lần hơi lần. Năm về một hai lần. Dạ. Bao lâu rồi anh chưa về quê? Vậy rồi một năm mới về có bữa mới hồi Tết vậy. Mày có đâu gì rồi. Ở đây mà về Nông Sơn thì chắc cũng cỡ tiếng rưỡi ha. Dạ, cỡ tiếng rưỡi. Mà đây thì về thì phải đi đón taxi hay sao? Thôi khỏe thì chở má gì, chạy từ gì. Chạy từ 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 đó. Dạ, hồi mày có thì kêu xe ghép cho anh. À, dạ. Mày quá là đi xe ghép. Dạ. Đây về đó chắc cũng phải người phải trăm mấy ha? Trăm rưỡi. Trăm rưỡi hả? Dạ. Còn lúc mà có khi nào anh chạy anh đang chạy xe mà anh mệt quá anh xỉu không? Hầu như chạy bình thường anh chạy chứ hầu chạy thẳng đó. Chạy thẳng ra mệt nén nghe này. Rồi sốc nhiệt á. Từ bên nữa gì anh nghĩ em nghĩ là 10 lần đoan chạy anh túi mát bây dừng lại. Dừng lại ngồi xí tỉnh tỉnh đi 10 lần nữa hả? Dạ. Nghỉ 10 lần nữa hả? Rồi bây giờ là ở quê còn ai không? Dạ không, nhỏ đóng cửa. Vậy thôi chứ gì cũng làm gì đâu. Dạ, gì không có. Cái... Có ông bà này gì còn không? Dạ, bà con thì quanh nó có chứ. Người thân nhỏ thì đi lùm hết rồi. Vậy là ở nhà cũng đóng cửa chứ không có ai hết. Dạ. Nói chung là bây giờ hai cha con ở phòng trọ này thì cũng được mấy năm rồi ha? Dạ, 3 năm mấy rồi. 3 năm mấy này, ở trọ 3 năm mấy rồi nè hả? Dạ. Còn hồi trước em ở bên kia. Hồi trước là ở đâu? Ở trên đường Trần Công Văn. Trần Công Văn hả? Dạ. Ở sau mình cũng ở xa xíu cho nó đỡ tốn tiền hơn. Vì bệnh em là ở gần viện anh nghe, nó hao mệt á. Mệt là trả lên viện liền. Dạ. Không thì lên trên cánh trên kia nó rẻ hơn đây chứ. Ở đây nó ở trung tâm thành phố đường nào nó cũng cao hơn. Chứ nó mát. Phòng này thì cũng nhỏ thôi, phòng cũng nhỏ xíu thôi. Nhưng mà được cái là nó cũng mát đúng không? Dạ. Có cái gác lửng ở đây nó cũng mát. Còn những cái dãy trọ khác thì nó cũng nóng. Ở đây được cái nó mát hơn. Rồi bây giờ anh có cái mong muốn như thế nào không? Trời ơi, mong muốn thì có chi phí để gửi tiền trọ là tiền ăn uống là tiền thuốc mà. Nhất là thuốc nhiều tiền. Thuốc nhiều tiền hả? Dạ. Tiền em giờ cũng nạn quá là phải uống thuốc nạn đồ chứ không đâu mạch miết à. Ốc trong lanh miết. Tim nó to hả? Dạ. Cô có phim tim gấp máy bình thường. Tim nó to. Tim nó to gấp máy bình thường luôn hả? Dạ. Nói chung bây giờ anh cũng mong muốn là có một số tiền đúng không? Tim. Tim. À, cái vùng trắng đó là tới tim nữa hả? Dạ. Ui dữ vậy hả? Ừ, nó lắng gần hết cái lồng ngực rồi. Dạ.
Hồi đó em đi cái mạch liền, đi cái xí cái mạch liền. Ồ, quý vị thấy trái tim không? Trái tim nó lấn hết 1/3 ra cái lồng ngực rồi nè. Rồi những cái lúc mà anh đi chạy thận thì bé nó ở nhà nó nấu cơm hả? Dạ. Bé nấu được không con? Ừ. Ừ. Rồi ai đi chợ? Chợ thì em buổi sáng hôm đi thì em nấu đó, để nhỏ tự ăn. Ừ. Vậy cũng tội cho bé thì. Bé nó ra đây lâu chưa? Nó học ở đây lâu chưa? Dạ hồi mẫu giáo chưa? Ra đây mẫu giáo giờ hả? Dạ. Hồi đúng. Trước là mới bệnh xuống là họ cho ở trong viện đó khoa, cho ở luôn đó luôn. Ừ. Đỡ tới phòng trọ. Cái hồi dịch đó rồi đuổi đi. Ừ. Không cho nữa. Hồi trước là ở luôn trong bệnh viện. Dạ. Là không tốn tiền hả? Dạ. À, sau cái dịch cái là phải ra ngoài ở. Dạ. Hiện cứ tại mà anh nói cái chi phí mà thuốc men cho anh hàng tháng là cỡ bao nhiêu? Dạ thuốc thuốc hơi triệu mấy. Tháng 2 triệu mấy hả? Dạ. Có bảo hiểm rồi đó hả? Bảo hiểm thì cũng đâu có chịu gì đâu. Bảo hiểm mà chịu trả thẳng thôi. À. Bên đây bảo hiểm không chịu cho, bên nhập viện tiền không. Dạ. Vô thì bảo hiểm chỉ là dường như tiền giường tiền này kia thôi hả? Dạ. Còn thuốc là mình lo hết hả? Dạ. Là tháng 2 triệu mấy đó hả? Đâu có, cái đó là không tính nhập viện á. Cái đây là tính ăn ngùa mình trả thẳng không, mua thuốc mà uống thêm. À. Dạ. Còn trả thẳng còn nhập viện là khó nữa. Ừ. Nói chung đúng cái ca mình chạy thận thôi, xong rồi mình ra đúng không? Dạ. Là mình trả toàn bộ chi phí hả? Đâu chạy thận là không tốt. Chạy thận là có bảo hiểm. À, chạy thận là có bảo hiểm. Dạ. Còn mình phải mua thêm thuốc ngoài. Dạ, đúng rồi. Là tháng tầm 2 triệu mấy. Dạ. Ừ. Rồi bé học hành thôi, có được miễn giảm gì không? Dạ, bé thì em bệnh đó là xin nhà trường họ miễn giảm giùm. Ừ. Có miễn giảm. Nhưng mà đưa ra đây thì mình nhập học vô vẫn được ha? Dạ cũng khó lắm anh. Mà em có với bệnh kìa, em xin mới được. Chứ đúng là phải có hộ khảo ngồi đây họ cũng cho hả? À, dạ. Có với bệnh là xin nhà trường họ cho? Dạ. Như vậy là hiện tại thì hai cha con ở trong cái phòng trọ này mỗi tháng là tầm 2 triệu 2. Cộng thêm cái tiền thuốc men này kia cũng 2 triệu mấy nữa, chắc cũng gần 5 triệu. Gần 5 triệu mà bây giờ là chủ yếu là phụ thuộc vào mẹ hết. À, mẹ anh thì đi làm phụ việc là dạng như đi tới nhà của người khác đó hả? Dạ. Dọn dẹp này kia nấu ăn rồi đó hả? Dạ. Ngồi ra là cũng không có cái nguồn nào để tài trợ cho anh hết. Dạ không có. Chủ yếu là mẹ thôi. Dạ. Còn trước em mới bệnh khỏe khỏe thì em đi bán vé số đó. Bán vé số hả? Trời cách ly không nổi. Lúc trước là có đi bán vé số rồi. Dạ. À, lúc mà anh mới phát bệnh hả? Dạ. Anh bán được bao lâu? Bán được hơn năm mấy. 2 năm mấy hả? Dạ. Trời con tim nặng quá đi không nổi. À, bây giờ cái tim nó to quá rồi đi xíu là thở. Dạ. Ừ. Rồi huyết áp nó cũng hay lên. Dạ, cao biết rồi. Ăn uống là cũng kiêng cữ đủ thứ. Dạ. Ừ. Tối rồi hai cha con nằm ngủ đây luôn. Dạ. Ừ. Ở bên trong thì có quá trời thuốc, với lại có sẵn cái máy đo huyết áp ha. À, thôi thì ngày hôm nay Phi cũng biết được cái hoàn cảnh của hai cha con anh Thịnh và cháu gái con tên gì? Con tên Thơ. Thơ hả? À, cháu gái tên Thơ, học lớp 5, chuẩn bị bước vào năm lớp 6. Hiện tại cái hoàn cảnh của hai cha con hết sức là khó khăn đúng không quý vị? À, bản thân của anh Thịnh thì bị thận 10 năm qua. Chạy chữa. Rồi bây giờ là sức khỏe cũng rất là kém. À, thì Phi cũng làm một chương trình để thay mặt các nhà hảo tâm hỗ trợ cho anh Thịnh một cái khoản tiền để anh có thêm cái chi phí anh chạy thận cũng như là anh trang trải cuộc sống, anh lo phòng trọ, ăn uống này kia, lo cho con gái chuẩn bị vào năm học mới rồi sách vở quần áo này kia ha. Thì Phi cũng thay mặt các nhà hảo tâm gửi giúp hai cha con anh số tiền là 22 triệu đồng. À, hy vọng là sẽ giúp cho anh vượt qua cái lúc khó khăn này. À, thì
Trong này là gồm có của các nhà hảo tâm thì Phi đọc anh Thịnh nghe ha. Là gia đình anh Băng ở Hồ Chí Minh là 2 triệu. Chị Jenny Nguyễn ở bên Úc là 1 triệu. Chị Bích Hoàng ở bên Mỹ là 1 triệu. Vợ chồng chị Lisa Nguyễn ở bên Mỹ là 1 triệu. Hai em Jason và Jackson ở bên Mỹ là 1 triệu. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hà và chị Nguyễn Thị Kiều ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Thái Lê Dung hồi hướng công đức cho con trai Huỳnh Bảo, pháp danh là Nhất Ngọc, 1 triệu đồng. Cô Sang Lê ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Chính ở bên Mỹ là 1 triệu. Chú Lâm và hai em Tùng Phương ở bên Đức là 1 triệu. Chị Mai Thái Mỹ Linh là 1 triệu. Chị Lê Đặng Thảo Phương là 1 triệu. Anna Anthony Dương ở bên Mỹ là 1 triệu. Chị Quyên ở bên Pháp là 1 triệu. Vợ chồng anh Sang, chị Thu ở Seattle bên Mỹ là 1 triệu. Chị Hồng Tú ở bên Mỹ là 1 triệu. Vợ chồng anh chị Thủ Hoa ở bên Mỹ là 1 triệu. Hai em Ben Huỳnh và Jackson Huỳnh ở bên Mỹ là 1 triệu. Anh Nguyễn Hồng Minh ở bên Mỹ là 1 triệu. Cô Hoa Facebook Huệ Độ ở bên Anh là 1 triệu. Gia đình nhà bà Tám ở Tân Bình, Hồ Chí Minh là 500. Và chị Vân Trương ở bên Mỹ là 500. Tổng số tiền là 22 triệu đồng ha. Dạ. Một. 22 triệu ha. Dạ. Rồi, em gửi anh Thịnh nha. Dạ. Em cũng phải cảm ơn Phi. Dạ. Rồi em cảm ơn các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã hỗ trợ số tiền cho em để em có tiền số tiền em uống thuốc và ăn uống lo cho bé. Em xin cảm ơn nhà hảo tâm. Dạ. Dạ dạ thôi anh Thịnh cố gắng ha. Dạ. Hiện tại là mẹ anh là đi làm rồi hả? Dạ, mẹ mới đi lộn qua. Mẹ đi làm những lúc mẹ đi là tầm vài ba bữa là mẹ về. Dạ. Bữa tối mẹ không về hả? Dạ không. Đi là ở lại nhà người ta luôn. Dạ ở lại. Rồi mẹ anh ví dụ bình quân mẹ anh làm một tháng như vậy là cỡ bao nhiêu tiền? Dạ bình quân tháng là hơi trăm hơi trăm mấy. Một ngày hả? Dạ. Bây giờ tháng cũng được 5-6 triệu hả? Dạ. À. Hầu tháng được tháng không, không có lòng đủ tháng được. Tháng okay. Được tháng không? Dạ. Cái ở đâu luôn đó. À, chứ không phải là làm cố định hả? Dạ. Ví dụ như mà có một cái nhà nào đó thuê cố định thì tốt rồi. Dạ, cố định con không được. Hả? Vì em hay mải cái này. Mải cái nào em điện mà mải không trả gì liền đó. Kiểu đó. Ừ. Dạ. Bắt đầu rứa mất việc. À. Dạ. Vậy là em hay anh hai với anh hay mày cái là anh gọi cái là mẹ chạy về. Dạ. Chở anh đây. Dạ. Ủa mày là em nhập viện trước. Nhờ người chở lên hồ sơ cấp cứu. À vô nhập viện trước rồi điện mẹ anh chạy về lo. Dạ. Cho nên là cũng không thể mà làm cố định một chỗ được ha. Dạ. Vậy là cái công việc cũng bấp bênh. Rồi thu nhập là tháng được tháng không đó. Dạ. Giờ cũng khổ hề. Rồi thôi, anh cố gắng chứ biết sao giờ ha. Dạ. Thôi cố gắng được chừng nào thì tốt chừng đó thôi. Dạ. Cố gắng biết à. Bây giờ ở đây thì là chắc là lâu lâu cũng có các nhà hảo tâm đến tặng quà chứ hả? Dạ, lâu lâu cho gạo, cho mắm muối rồi. À, cho gạo, mắm muối. Dạ. Ba anh là mất lâu rồi? Dạ, ba mất là hai mấy năm. Ba mất hai mấy năm rồi hả? Dạ. Rồi. Thôi bây giờ thì Phi cũng xin phép Phi đi nha. Dạ. Thôi cố gắng có gì rồi ăn uống này kia cho nó đều đặn. Bây giờ cái khâu ăn uống của anh nó cũng rất là cần phải theo một cái chế độ đúng không? Dạ, đúng. Chứ còn ăn tầm bậy này kia, thậm chí uống nước cũng không dám uống. Dạ, à. Uống nước không nhiễm bậy. Thôi được rồi, hôm nay thì Phi cũng thay mặt cho hai cha con anh Thịnh gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Phi để hỗ trợ cho hai cha con anh có thêm cái khoản kinh phí để
chạy chữa cũng như là trang trải cuộc sống. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và mến chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Yeah.